Kính chào quý vị khán giả của đài ABTV 21.12. Chào mừng quý vị đến với chương trình Lý Số và Đời Sống. Tôi là Emily Đỗ, hôm nay rất hân hạnh được dẫn chương trình cùng thầy Hoàng Quý Sơn. Con xin kính chào thầy. Rồi, chào Emily Đỗ. Tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả của Apple TV 21.12. Kính chúc quý vị một ngày thật là an vui, hạnh phúc. Dạ thưa thầy, thì cũng nhân dịp năm mới và cũng là Phật tử thì con muốn hỏi thầy một số câu hỏi về tu tập những ngày đầu năm. Thì chương trình trước chúng ta có nói về hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư, đó là luôn luôn cung cấp cái phương tiện khéo để giúp họ, những người nghèo họ thoát khổ và họ có cái phương tiện để họ tu tập. Vậy thì tại sao tụng kinh Dược Sư đầu năm lại tốt cho tất cả mọi người ạ? Ừ, thì tại vì cái kinh Dược Sư đó, là khi mà con tụng đó, thì bây giờ con phải nhớ như vậy. Tại sao chúng ta khổ? Chúng ta khổ là tại vì chúng ta thường sẽ bị quan gia trái chủ họ gây phiền phức cho mình, đúng không? Con thấy những cái gì con mong muốn đều không được hết, phải không? Đó. Cho nên đó, khi mà con tụng cái kinh Dược Sư lên đó, thì Đức Phật tuyên thuyết những cái bổn nguyện, 12 lời nguyện của Đức Dược Sư. Xong rồi đó, Ngài nói luôn tại sao chúng sanh lại đi xuống ba đường ác. Tất cả những thứ đó khi mà con đọc lên đó, thì thứ nhất là con nghe, con hiểu được. Con sợ, con tránh né. Thứ hai là khi con đọc như vậy, những người khuất mặt họ nghe được, tức là oan gia trái chủ của mình họ nghe được, họ cũng cảm thấy thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Và có khi họ lại hiểu ra, họ nói họ chết cha rồi, mình tại sao mình cứ phải thù nó, mình cứ theo mình hành hạ nó chi ta. Thì sao vậy, bây giờ nó ráng, nó chí thành, nó tu như vậy thôi, sao mình không cùng họ mình tu, có phải là tốt hơn không? Đó, bất chợt con phải nhớ nè, tu muôn ngàn kiếp, ngộ chỉ một sắc na. Chỉ cần trong một cái giây nào đó mà bất chợt họ hiểu ra được một cái là lập tức cuộc đời họ thông dong ngay, hạnh phúc ngay. Nó đơn giản, nó chỉ như thế. Cho nên là tại sao mà cái kinh Dược Sư nó quan trọng như vậy? Tại vì con phải nhớ là tất cả chư Phật thì đồng có cái khả năng như nhau. Nhưng mà riêng Đức Phật Dược Sư là tại vì Ngài đời trước, Ngài là A Xuất Bệ. Đức Phật Dược Sư đời trước là A Xuất Bệ, mà đời trước nữa Ngài là Đại Nhật Phật, mà đời trước nữa Ngài là Tỳ Lô Giá Na Phật. Cho nên là Ngài A Xuất Bệ đó, con biết đó, Ngài chỉ cần phát nguyện thành Phật một cái lập tức thành Phật ngay trong một ngày. Trong khi Đức A Di Đà phát nguyện để thành Phật đó tới hàng tỷ 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 năm sau, tức là nhiều ngàn tỷ năm sau, Đức Phật A Di Đà mới được thành Phật. Đức Quán Thế Âm cũng phát nguyện thành Phật đó, cũng phải là tỷ 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 năm mới được thành Phật, trong khi Ngài A Xuất Bệ, Ngài phát nguyện chỉ một lần một ngày thôi, Ngài đã thành Phật. Tại sao? Tại vì Ngài đã là cổ Phật rồi. Cho nên là cái thần lực của Ngài nó khủng khiếp lắm. Cho nên cái nguyện lực của Ngài nó to lớn, vĩ đại, không ai có thể sánh bằng được cả. Ok. Thì con biết là Đức A Di Đà là bổn nguyện 48 lời nguyện là nó cũng khủng khiếp tới mức độ nào. Thế nhưng mà Ngài tu biết bao nhiêu lâu mới thành Phật, trong khi Ngài A Xuất Bệ chỉ phát nguyện phát thành Phật. Và trong khi trong cái thời đại đó, trong cái thời mà lúc mà Ngài A Di Đà còn là vua vô tránh thì Ngài A Xuất Bệ chính là con của Ngài A Di Đà, của vua vô tránh. Em của Đức Quán Thế Âm. Ok. Nếu Babi nhớ không lầm, hình như là Ngài là thứ 9 lần. Tại vì trong đó là có đủ hết, có Đại Trí Văn Thù Siêu Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, đủ. Địa Tạng Bồ Tát là đầy đủ hết á. Các ngài đều là quyến thuộc. Quyến thuộc với nhau hết á. Vậy thì cái số trước chúng ta có nói về cái chuyện xây chùa và đi chùa đầu năm. Vậy thì cái việc của Phật tử đi chùa đầu năm là mình nên nguyện như thế nào để cho cái Phật pháp nơi đó được tốt? Thì thường ví dụ đầu năm Babi đi tới chùa ăn thì ăn thiệt, nhưng mà vào bỏ thùng phước sương, năm nào cũng vậy, mình vào bỏ thùng phước sương thì mình phát nguyện là cầu nguyện cho Phật pháp ở đây được mãi mãi trường tồn. Thì con thấy cũng giống như ở trong làng ta, cái câu mà tất cả mọi người đều nói là nguyện cầu cho Phật pháp được mãi trường tồn. Tại vì nếu không có Phật pháp thì coi như xong, thế gian này coi như tiêu. Phật thì đã qua rồi, giờ mình chỉ có còn pháp thôi, đúng không? Mà nếu pháp mà nó không còn nữa là coi như xong.
Và không nhất thiết là mình phải cúng dường đúng không ạ? Là mình có bao nhiêu thì Không, thật ra thì mình ba biết nghĩ là nó cái chuyện nó đơn giản là như vậy. Ví dụ như mình đã có cái tâm mình đi chùa thì cái bổn phận của một người Phật tử là cúng dường tam bảo. Cúng dường tam bảo là gì? Có nghĩa là con cúng dường Phật pháp tăng, đúng không? Ừ, thì cái điều đầu tiên là thí dụ chùa nó có hư cái máy này, ít ra cũng có chút tiền sửa cái máy, cái đó là những chuyện cần làm bình thường. Tại vì sao? Vì con đi tới là do cái lòng con phát tâm con cúng dường, không ai xin con ạ. À, xin là không cho, nhưng mà không xin là cho. Ok, tại cái này là mình phát tâm mà, cho nên mình hoan hỷ mình làm đó, thì đó là điều nên làm. Còn nơi nào xin mình không cho, vậy thôi. À, Nơi nào kỵ, gọi là kỵ xin, tại vì tăng sĩ không có được quyền xin. Cho mà nếu cho mà không đúng cũng không được nhận nữa, chứ đừng nói là xin. Cho nên là tuyệt đối tăng sĩ là không được xin đó, cho nên hãy ai mà xin là không cho. Chúng ta là phải hoan hỷ, tự động đi tới chùa là phải móc túi bỏ thùng phước sương. À, tại vì thùng phước sương nó không có miệng, nó có miệng nhưng mà nó không biết nói đó, cho nên là chúng ta hoan hỷ bỏ vào. Còn hễ ai mà nói được xin là không cho, vậy thôi, đơn giản, không có gì khó hiểu hết. Cho nên là ban biên nghĩ cái bổn phận một Phật tử đi tới chùa thì mình hoan hỷ mình vào, ít nhiều gì không cần biết, tại vì cái này nó gọi là phước đức hồn ai nấy giữ, phước đức ai nấy hưởng. Ok, cho nên là mình 5 đồng 3 đồng gì mình cũng bỏ vào để mà mình thể hiện cái lòng thành của mình đối với tam bảo, là cái điều nên, cái đó là rất tốt, không có vấn đề gì hết, chỉ có là mình không chấp nhận cái sự xin xỏ thôi. Và tuyệt đối là nên tránh xa những trường hợp thầy mà kêu gọi, thầy hoặc là sư cô kêu gọi phát kêu gọi Kêu gọi mà rầm cái kiểu mà kêu gọi phát tâm nữa chứ. Kêu gọi phải phải có giá tiền. Cái đó nghỉ chơi không chơi. Con thấy một số thầy lên thì nói là ồ thầy đang thiếu nhiêu đây nhiêu đây, đây là số tài khoản của thầy. Ủa mà đâu có ai bắt thầy phải làm đâu, tại sao thầy phải tháng, đúng không? Đấy, mình làm thì mình có bổn phận mình đáng chịu. Cũng giống như bây giờ con thử nghĩ đi, con là người bình thường, con đi xây nhà mà con cứ đi xin người ta, ai chấp nhận được? Không, không Đúng chấp rồi. nhận được. Ở thì tăng sĩ đi xây chùa nó cũng y vậy thôi, nó khác nhau gì đâu. Con thấy cái xe Barbie không? Xe Barbie chạy có ai dám lên ngồi đâu, thấy chưa? Nhưng mà thí dụ như bây giờ Barbie nói 1 tiếng thôi, Barbie nói bây giờ Barbie không có cái nhà chụp, Barbie cũng không cần nói nữa, Barbie chỉ cần quay cái hình cái xe của Barbie thôi. Barbie đem cái xe của Barbie quay lên xong rồi Barbie chụp ở trong thôi, Barbie bỏ lên mạng một cái, con nghĩ sẽ có bao nhiêu người cúng dường cho Barbie để Barbie mua cái xe mới. Tại sao Barbie không làm cái chuyện đó? Mình thiếu nợ bá tánh, mình làm cái gì? Cho nên là những cái chuyện đó là chuyện đó tuyệt đối là không nên làm, không có xin xỏ ai hết. Mà họ có năn nỉ họ cho thì gọi là tôi dị lòng lắm đó, tôi nhận vô. À, thì ở đây có một số câu hỏi của một số bạn thắc mắc về những cái thủ tục đầu năm, thì con xin đặt câu hỏi đến cho bà Bi. Đó là tục lệ đốt vàng mã cho người thân đã khuất mời về ăn Tết với mình thì như thế nào? Thì chuyện đó là làm chơi cho vui vậy, chứ cái chuyện đó đâu thể có được, không thể được, trừ phi họ là ma quỷ thì họ có thể về ăn được. Xin lỗi, nhưng mà nếu họ không phải là ma quỷ thì con có làm gì cũng thế thôi. Còn cái vàng mã đó thì đương nhiên là không thể xài được rồi, tại vì ở dưới họ có chỗ gì đó họ xài. Cái này là ngài tuyên hóa, ngài đã lên án rất là nhiều lần rồi, tuyệt đối là không nên. Cái đó là chuyện mê tín dị đoan. Nhưng mà điều nếu quý vị đốt vài tờ thôi, lựa cái tờ nào lớn nhất, thí dụ như 100 triệu hay là 1 tỷ chẳng hạn đó, quý vị đốt 1 tờ thôi xuống dưới, họ có xài được thì họ lấy cái đó là xài, không thôi. Ok, chứ đừng có đốt tùm lum, bổ ích, không có bổ ích gì hết. Thì đây cũng là một cái vấn nạn bên Việt Nam, đó là đốt nhiều quá và nhiều khi là gây ra hỏa Tai hoạn. tai nạn nữa, Và gây mình ra tại tai vì nạn. thật ra là mình mua những cái đó bằng tiền mà mình đang đốt tiền của Ừ. mình đi. Lấy tiền đốt giấy mới là vui chứ. Đem tiền đốt giấy mới vui. Cho nên là mọi người lưu ý cái việc này ha. Có bạn hỏi là có nghĩa là thầy ơi cho con hỏi rằng không nên đòi nợ đầu năm, cũng không ai muốn bị đòi nợ đầu năm vì sợ xui cả năm. Thưa thầy, nếu mình là chủ nợ có nên đi đòi nợ vào cuối năm không? Con nghĩ cuối năm đa số mọi người lo sắm Tết sẽ khó khăn hơn. Vậy thì đòi nợ lúc nào? Thật ra đó, tôi xin nói cho quý vị hiểu như vậy nè. Từ ngày xưa tới giờ đó là tôi không có đi đòi nợ người ta. Tại vì sao? Vì tất cả những cái tiền nào mà người ta mượn tôi đó thì tôi coi như là nó đã mất rồi.
Cho nên đó là lý do tôi không bao giờ đi đòi ai hết, không đi đòi nợ. Và cái đặc biệt đó là có nhiều người nói rằng ủa nếu vậy thì có cho anh ta mượn không, thì dĩ nhiên người nào có nhân duyên đến tôi sẽ cho mượn, mà một khi mà tôi cho mượn tức là tôi đã nghĩ nó mất rồi, thành ra đó là lý do tôi không có đòi. Đó. Có nhiều khi đó, có nhiều người ngay bây giờ là tôi vẫn còn giữ cái giấy nợ, họ ký giấy nợ với tôi đàng hoàng nha, ký giấy nợ đàng hoàng, nhưng mà tôi cũng không đòi họ, tức là cái giấy nợ tôi vẫn giữ đó nhưng mà tôi không đòi. Tại sao? Tại vì tôi nghĩ như vậy nè, nếu mà họ muốn trả thì tự động họ đi kiếm mình họ trả rồi, cần gì phải đòi. Mà nói như vậy không phải là không đòi, mà mình có gọi họ hoặc là mình nhắn tin mình hỏi họ vài lần, nhiều nhất là ba lần thôi. Nếu mà mình hỏi họ ba lần mà họ không có trả thì tốt nhất là mình không nên hỏi nữa. Rồi. Hoặc là ví dụ như lâu thiệt lâu mình hỏi họ một lần, rồi cái mình chờ 1 năm 6 tháng gì đó mình hỏi họ một lần, rồi cái mình chờ 2-3 năm sau mình hỏi họ một lần. Nếu mình hỏi đủ 3 lần mà họ không trả có nghĩa là họ sẽ không muốn trả mình đó. Chứ còn họ muốn trả tự động họ thiếu mình họ đi kiếm mình họ trả chứ, đúng không? Thì cũng giống như mình thiếu nợ người ta, hay mình có tiền là mình mong mình đi trả người ta chứ, đúng không? Đúng, đâu có ai muốn thiếu nợ đâu. Đó. Cho nên hễ người ta thiếu nợ tốt nhất là không nên đòi, vì đòi nó dễ mất tình cảm. Cho nên trước khi chúng ta cho mượn đó thì chúng ta hãy xác định rõ ràng là chúng ta đã cho rồi. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ thì phải đi kiếm ai tôi đòi cho mệt. Vì cho là coi như cho luôn rồi. Mình không nói ra, sở dĩ mình không nói ra là để chi? Để cho họ có trách nhiệm. Thí dụ như họ có trách nhiệm, có bổn phận thì họ có tiền họ đem mà trả mình. Thì cái đó nó cũng tốt, mình có mình cho người khác mượn cũng được, cái đó không sao hết. Nhưng mà họ không trả mình hoan hỉ, không có vấn đề. Tại vì mình đã xác định ngay từ đầu rồi. Và đặc biệt là đối với người thân của mình, đúng không ạ? Đối với người thân là cái đó là cái chuyện nên làm, mà cho dù là không thân cũng vậy thôi. Tại vì Bobby nói đó, người ta ký giấy nợ với Bobby người hoàn toàn không thân. Họ ký giấy nợ, Bobby có thể xách cái đó ra tòa kiện họ để kiện họ để làm gì? 5-6 ngàn bạc con kiện chi? Thôi thì mình coi như mình tặng cho họ luôn đi, nó không phải tốt. Đời sau rồi họ lên họ trả mình lại 5-6-70 ngàn cũng tốt hơn mà. Đâu sao đâu. Tại vì ngàn năm sau mà đầu thai lại gặp Bobby họ sẽ trả nhiều lắm, có thể lên tới cả 100 ngàn lần. Tính tiền lãi không, mình không tính, nhưng mà tự động họ tới họ phải trả mình à. Được, trước sau gì cũng trả rồi thôi, mình cứ hoan hỉ để cho họ nợ nó đi, đâu sao đâu. Chương trình của chúng tôi xin tạm dừng, xin quý vị đừng chuyển kênh và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình. Dạ, thì có một câu hỏi của bạn muốn hỏi đến với Bà Bi, đó là con chào thầy. Thầy cho con hỏi nếu trong năm có người thân mất thì năm mới có được đến nhà bạn bè chúc Tết không? Vì theo tục lệ ngoài Bắc đến nhà người ta chúc Tết thì đồng nghĩa mang xui xẻo đến cho người ta. Thầy giải thích giúp cho con. cái vấn đề là mình đến người ta có hoan hỷ hay không? Nếu mà mình biết là người ta không hoan hỷ vậy thôi mình đến làm gì? Nhưng mà thật sự những cái thứ nó đâu có giá trị gì đâu, nó đâu có tai hại gì đâu. Thật ra là tại vì do người ta mê tín dị đoan thôi chứ làm gì chết có gì sai, có cái gì bậy đâu mà xui xẻo gì đâu. Đúng không? Ai già không chết, tới lúc già phải chết chứ. Không ai sống hoài. Cái chuyện chết là đương nhiên nó phải chết, cho nên chết nó không phải là chuyện xui. Mà thật ra chết nó không phải là chết, vì đối với đạo Phật nó không có cái chết. Chỉ là chúng ta thay đổi cái môi trường sống. Thí dụ như bây giờ con sống, con là một người tốt thì đương nhiên khi con chết phát, con nghĩ là chết là tại vì theo cái phong tục của chúng ta cho rằng là chết. Nhưng mà chúng ta sẽ sau 49 ngày chúng ta sẽ đầu thai lại làm người. Thí dụ như con giữ được 5 giới. Ok, 5 giới của Phật con giữ được là con sẽ được làm người. Nếu như con giữ được 10 giới của Phật cũng là 10 giới của bên đạo Thiên Chúa thì con sẽ được về cõi trời. Đó là lời Phật nói. Không thể sai được. Vậy thì bây giờ ví dụ như con lên trời thì con cũng chỉ là thay đổi cái môi trường sống thôi chứ đâu phải là con chết. Đúng rồi. Bây giờ giả sử như con không lên cõi trời, con không về cõi thần, mà con sống là một kẻ lưu manh ba đá, chẳng giống cái con người, làm con người không ra con người, sống không giống con người, giống súc vật, thì đương nhiên con chết con trở thành súc vật. Vậy thì bây giờ con đầu thai làm súc vật, con cũng vẫn đang sống mà có chết đâu. Hoặc giả là bây giờ con có đầu thai để trở thành ngạ quỷ thì con cũng vẫn đang sống, chỉ là đói khổ thôi. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn là đang sống. Bây giờ con có xuống địa ngục, con ở tù ở dưới địa ngục thì con cũng vẫn là đang sống. Sáu nẻo luân hồi đều là sống, không có nào chết hết. Bây giờ nhưng mà tại vì chúng ta mường tượng ra là cho rằng vì nó không còn hiện hữu ở thế gian nên gọi là chết.
Yeah. Thật ra không có trách. Yeah. Chúng sanh không thể trách được. Yeah. Vậy là nếu trong tâm mình cảm thấy như thế nào thì mình cứ làm như vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Không nhất thiết là cứ phải dựa vào là ồ vì nhà đó có tang lễ hay là Đâu có yeah, vấn đề gì đâu. Ủa cái yeah. chuyện thí dụ bây giờ bà Vy hỏi con vậy nha. Ví dụ như con lấy một người chồng, mà lỡ con lấy người chồng rồi con mới biết đó là cái cha mẹ của người chồng đó luôn manh ba đá. Yeah. Nhưng mà chồng con là một người rất là đàng hoàng thì sao? Ủa chuyện của cha mẹ nó có dính dáng gì tới chồng đâu, đúng yeah, không? Yeah. Hoặc giả là thí dụ cha mẹ là một người rất đàng hoàng nhưng chồng con lại là một cái thằng lưu manh ba đá thì sao đây? Yeah. Ừ, cho nên là đâu chúng ta đâu có thể nói vậy được. Cái Yeah. chuyện mà ông già chết thì cái chuyện chết thôi. Yeah. Gia đình mình có người chết là chuyện bình thường, có vấn đề gì đâu. Yeah. À, có câu hỏi của bạn đó là cứ đến thời điểm cuối năm thì bạn bè người thân xung quanh con có nỗi lo sang năm là phải năm tuổi, năm tam tai hay sao, thấy bạn sao lá hồ sa kê đôi chiếu mạng. Con biết thầy đã nói đi nói lại vấn đề này rất là nhiều năm nhưng xin thầy tiếp tục nói lại lần nữa để người xem bớt lo sợ, bớt mê tín, tiền mất tật mang. Đã nói rồi, không có cái sao nào mà nó đáng sợ. Ví dụ như chồng bạn gặp sao Thái Bạch đó, bạn đừng có sợ. Bạn chỉ nên sợ khi chồng bạn nó gặp cái sao Thái Giám. Ok, cái đó là đáng sợ. Hoặc giả đó là chồng bạn hay vợ bạn không phải nó gặp cái sao Kế Đô mà nó lại gặp cái sao Kế Bên, có người nằm kế bên đó, thì cái đó là bạn mới cần sợ. Còn lại không có cái sao nào là cái sao đáng sợ được hết. Bởi vì cái chuyện mà chúng ta có thể hiểu được rằng không thể nào có 8 tỷ con người ta chia cho 9 cái sao mà nó trị vì như vậy là gần 1 tỷ người có một cái sao giống nhau. Thế làm sao có 1 tỷ người có cái sao giống nhau có thể gặp cái tai họa giống nhau hay là gặp những cái tai họa mà như họ cho rằng, có thể tin được không? Chắc chắn là không tin được, làm sao tin được? Đương nhiên là không thể nào chấp nhận được. Bây giờ đừng nói gì hết. Ngay như Đức Phật đi, Ngài là thần thông tự tại đến như thế, nhưng mà có 4 cái Ngài không làm được. Trí tuệ Ngài không cho mình được, nhân quả họ Ngài không thể giúp mình thay đổi được, Phật pháp Ngài không thể nào mà có thể nói để cho mình hiểu được. Đành rằng là Ngài đã bỏ ra 49 năm để đi thuyết pháp, nhưng mà chúng ta vẫn cứ ngu, nghe không thể hiểu được, đúng không? Vậy thì làm sao mà Ngài có thể chiếu xuống cho 8 tỷ người, nhưng mà cái người mà nghe được Phật pháp và hiểu được Phật pháp đếm được trên đầu ngón tay, phải không? Ừ, đó. Thì nói như vậy thì con đủ hiểu rồi. Bây giờ con có đem một ngôi sao mà con chiếu cho 1 tỷ người, nó có quớt được không? Không thể nào có. Cho nên không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà người ta cứ thức tin như vậy. Các bạn đừng có mất tiền uổng vô ích, không có lời, không có cầu sao giải, cúng sao giải hạn cái con khỉ gì mà được hết đó. Thì giống như nếu cúng sao giải hạn được thì sao chùa bị ăn trộm? Mà không phải một chùa bị ăn trộm, nhiều chùa trong cái Tết này, không phải là trong cái Tết này ba Bi đi ra ngoài thì ba Bi nghe là có nhiều nhiều hơn một chùa bị ăn trộm. Vậy thì không cúng sao giải hạn sao? Mà nếu mà cúng sao giải hạn được sao chùa cháy, cúng sao giải hạn được sao chùa sập, cúng sao giải hạn được sao thầy trụ trì chết, hay là thầy trụ trì bị tai biến mạch máu não, thí dụ vậy. Ủa vậy thì có nghĩa là cúng sao giải hạn hay gì đâu có ích lợi gì đâu, đâu có giúp được. Nếu giúp được thì mấy ông đâu có bị mấy đó, đúng không? Chúng ta cần phải hiểu những thứ đó là nó chỉ là mê tín gì đó thôi. Không nên tin. Và trước khi có những cái tai họa xảy ra thường mình sẽ có những cái cảm nhận được hết. Nếu mà con chỉ cần có tu một chút, giống như con bây giờ là con thấy không, cái gì nó sắp tới con đều biết hết mà. Đâu có gì khó khăn gì đâu. Chỉ cần con có tu một chút xíu là con biết hết. Và khi mà mình biết được như vậy thì mình sẽ ví dụ như là ở cái năm đó là mình biết không tốt đi, thì như Bà Vy nói là cũng nếu mà mình biết là nó không tốt thì mình đi ra mình mua trái cây 5 màu về, mình tụng chú tiêu tai cát tường, thần chú. Nếu mà mỗi ngày mỗi năm đó, đầu năm từ đêm giao thừa quý vị tụng kinh Dược Sư trong suốt 10 ngày, hoặc quý vị tụng kinh Dược Sư suốt 1 tháng, hoặc quý vị tụng 3 tháng 6 tháng. Còn cái thời gian thí dụ buổi sáng quý vị tụng kinh Dược Sư, buổi chiều quý vị chuyên trì chú tiêu tai cát tường chẳng hạn. Quý vị thử nghĩ đi. Tai họa nào có thể xảy ra được? Đương nhiên là không. Và quý vị phải nhớ như này, không có ông thầy nào có thể giúp cho quý vị được. Luôn cả Phật cũng không thể giúp cho quý vị được. Tại vì như tôi đã nói, Phật không thể thay đổi nhân quả của quý vị được. Cho nên Phật cũng không thể giúp quý vị được.
vậy thì quý vị Phật mà không giúp quý vị được, quý vị dựa vào mấy ông thầy, quý vị nghĩ mình có điên không? Chắc chắn phải khùng nặng. Yeah. Người bình thường có não ai mà tin được, đúng không? Yeah. Phật không giúp tôi được, vậy thầy làm sao giúp tôi được? Yeah. Bởi vậy mà mấy đứa ở Việt Nam mà con thấy nó khùng khùng đến cái độ mà nó cứ lại năn nỉ Barbie mà nào là rờ đầu nó, hay là chúc cho nó một cái câu gì đó, hay là cầu nguyện dùm cho nó. Tự tu tự độ, tự ngộ tự độ, không ai có thể giúp cho bạn được hết. Bạn chỉ có bạn giúp bạn thôi, chứ tôi không giúp bạn được. Yeah. Phật không giúp được, sao tôi giúp được? Yeah. Những gì cần nói tôi đã nói hết cho bạn rồi. Bạn muốn tu thì bạn tu, bạn tu thôi. Không ai giúp bạn được hết. Cho nên là các bạn phải nhớ rõ cái điều đó. Không có một ông thầy nào trên thế giới này có thể giúp bạn được. Yeah. Nhưng tôi nói như vậy, không có ông thầy nào, nhưng mà sẽ có những người làm được. Những người đó là những người như nào? Những người như Ngài Tuyên Hóa ngày xưa vậy đó. Yeah. Ngài có đủ thần thông tự tại, Ngài có thể lên trời được, Ngài có thể xuống đất được. Bạn xuống địa ngục, Ngài xuống địa ngục dẫn bạn lên được. Chỉ có những người như vậy mới có thể giúp bạn được. Nhưng mà cũng sẽ không giúp. Tại sao vậy? Tại vì giúp rồi nó cũng đâu có ích lợi gì đâu. Cho nên là Ngài cuối cùng Ngài cũng nói là không nên giúp. Cuối cùng câu chốt của Ngài lúc cuối đời là cuối đời là không nên giúp. Tại sao? Tại vì nếu giúp được thì Đức Thích Ca Thế Tôn Ngài đã làm rồi. Đâu phải Đức Phật Thích Ca không có khả năng để giúp 8 tỷ con người ta, đương nhiên là có. Nhưng mà Ngài không muốn làm. Tại sao? Ủa vậy giúp cái đời này rồi còn đời sau thì ai giúp bằng kiểu nào? Cuối cùng là vẫn còn mắc nợ. Phải chứ? Thì thiếu nợ vẫn cứ thiếu nợ. Vậy cho nên các ngài không giúp. Đó. Cho nên các bạn phải hiểu như vậy. Cái người mà giúp được họ sẽ không giúp. Cho nên là mình chỉ biết là chỉ có mình mới có thể giúp được mình. Không ai khác có thể giúp được mình hết. Mà cái lời đó, đó là chính ngài Tuyên Hóa. Không, ngày ngày như là ngày Diệu Diệu Pháp, chính ngài Diệu Pháp đã nói. Đó. Thì quý vị biết ngài Diệu Pháp đó là cổ Phật mà, cho nên ngài nói làm sao không trúng được, đúng không? Ngài cho dù là ai đi giúp bạn cũng không bằng bạn giúp bạn đâu. Ok. Không ai giúp được cha mẹ bạn ngoài trừ bạn thôi. Đó. Các ngài đắc đạo ngày nào cũng nói giống nhau hết. Ok. Chỉ có những người không đắc đạo mới nói cho quý vị biết là họ có thể giúp được bạn. Là nhờ vào cái này, nhờ vào cái kia, đúng không ạ? Đúng rồi. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả của Apple TV 21.12. Kính chúc quý vị đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Và kính chúc quý vị một tuần lễ sau tràn đầy hạnh phúc và được nhiều điều may mắn, nhiều niềm vui. Và mong rằng sau cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì quý vị sẽ không còn sợ về những cái sao chiếu mệnh, hay là đầu năm hay gì, hay là phải đi cầu sao, cúng sao giải hạn gì nữa hết. Quý vị tin chắc 100% đi, cứ tự mình tụng chú dược sư, tụng kinh dược sư, niệm Phật dược sư, tụng chú tiêu tai các tường thần chú, thì xin thưa không có tai họa nào mà quý vị không giải được hết. Ok. Tự quý vị làm, tự quý vị hưởng. Ok. Rồi, kính chúc quý vị đêm ngày sáu thời đều là tất cả các thời đều là. Xin hẹn quý vị tuần sau.